Vâng, Thanh Đạo Audio xin chào toàn thể các bác trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay em lại tiếp tục làm video giới thiệu đến các bác tầm độ khoảng chục cặp loa cực kỳ là đẹp. Có những cặp loa em siêu giá cực rẻ để các bác trải nghiệm. Đầu tiên em xin quay nước một lượt giới thiệu qua đến các bác mấy model Victor GS505 Diatone 38B cực kỳ là đẹp. Sony một cặp Opto cực kỳ là gấu luôn, bát 32 cm Opto cổ, và một cặp Victor, một cặp Chio bát 27 cm tép kèn, và một cặp Sony, và một cặp On M6 không còn màng bát. Đầu tiên em xin giới thiệu đến các bác một cặp Victor GS505. Đó, tuyến thùng được nạng xi màu nâu vân gỗ. Tuyến thùng còn cực kỳ là vuông thanh sắc cạnh, rất là đẹp ạ. Và một cái bát giấy 27 cm gân mút, gông kiềng không có bị rôm rỉ, còn cực kỳ là đẹp. Một cái chung giấy nó rơi vào tầm độ khoảng 12 cm, và một cái tép giấy nó rơi vào 10 cm. Công suất của thông số và công suất của cặp GS505 8 ohm 50W Made in Japan, giải tần từ 35 đến 25.000 Hz. Chiều cao của cặp Victor GS505 là cao 80, rộng 39, và chiều sâu cái căng là 32 cm. Tất cả tuyến thùng còn cực kỳ là vuông thành sắc cạnh. Đó, rất chi là đẹp, hậu. Không có bị bể nở, sứt sẹo. Đó. Và cặp Victor GS505. Em báo mức giá là 4 triệu 500 nghìn. 4 triệu 500 để cho các bác tham khảo. Tiếp theo đây em giới thiệu đến các bác một cặp cực kỳ là đẹp, nạng gỗ, bát 32 cm, màng giấy gân vải còn nguyên zin, tất cả gông kiềng là còn cực kỳ là sáng đẹp, không có bị rôm rỉ bất kỳ chỗ nào, chưa có sờ va mông má luôn. 38B DS Diatone DS 38B đó, tuyến loa cực kỳ là đẹp, đây còn nguyên bụi, chưa có lau dọn vệ sinh luôn đó, cực kỳ là đẹp luôn. Màng giấy gân vải dương nhôm đúc đó. Đây là một cái tuyến chung nó cực kỳ là đẹp này, tuyến tép này, một cái chung nó rơi vào 14 cm, và một cái tép đôm nó cũng rơi vào tầm 12 cm đó. Gông kiềng không có bị rôm rỉ chỗ nào, cực kỳ là đẹp luôn. Cái gân vải này thì còn cực kỳ là mềm đó, nguyên zin, và tuyến thùng là chưa có sờ pa mông má, đẹp tươi tự nhiên, không có tuốt tát một tí nào. Đây là chiếc thứ hai đó, em soi cực kỳ kỹ luôn. Đây là cái vết bẩn nhá, vết bẩn cái này lau đi là sẽ hết này đó, chưa có lau chùi dọn vệ sinh bất kỳ chỗ nào đó. Chung tép này cực kỳ là đẹp luôn, hai vi tinh chỉnh phía đằng trước đó. Đến thùng của cặp thứ hai này, chiếc thứ hai này còn đẹp mộc luôn đó, cực kỳ là đẹp. Chưa có đấy, lau chùi đi này, nó chỉ có hơi bụi một tí thôi, đẹp xuất sắc, được gọi là đẹp xuất sắc ạ. Và em soi luôn thông số, chiều cao là 67 cm, và chiều rộng là 39 cm, và chiều sâu là 31 cm cả hai căng, và em soi luôn thông số để và báo giá nữa các bác. Diatone DS 38B giải tần từ 30 đến 20.000 Hz, 6 ohm, 80W, Made in Japan. Đó, còn nguyên bụi này. Các bác về trước khi đến tay các bác thì em sẽ lau chùi dọn vệ sinh đẹp đẽ cho các bác. Đấy, tuyến hậu là cực kỳ là đẹp. Không có bể nở sứt sẹo luôn. Đó. Và mức giá em báo để các bác tham khảo cặp DS
38B của Diatone là mức giá là 5.500.000, 5.500.000, cực kỳ là đẹp ạ. Gân zin gông kiềng không có rôm rỉ, tuyến thùng đẹp, 5.500.000 để các bác tham khảo. Và tiếp đêm giới thiệu đến các bác là một cặp Sony này với cái bát là 27 cm. Đó, một cái chung nó rơi vào 10 cm và một cái tép tép này nó là tép điện đấy ạ. Một cái tép điện. Đó là S440, Sony S440. Đó, loa cực kỳ là đẹp, tuyến loa một lỗ thông hơi phía đằng trước. Màng giấy gân vải nguyên zin còn cực kỳ là mềm luôn. Mềm sụt ạ. Một lỗ thông hơi phía đằng trước, còn thùng vách thì cực kỳ là vuông thành sắc cạnh. Cũng là còn chi rất là đẹp. Chiều cao của cặp loa Sony S400 là cao 80 cm và rộng là 34 cm và chiều sâu là 26 cm cả ê căng. Và em soi thông số đằng sau là Sony SS440. Đó, 8 ohm 45W. Đó, tuyến hậu này còn cực kỳ là tươi, vuông thành sắc cạnh và rất là đẹp này. Và em báo giá cho cặp Sony S440 này là mức giá là 3.500.000. Lẻ nhất Vịnh Bắc Bộ luôn. Đó, các bác cùng xem và tham khảo. Và tiếp đây mình giới thiệu đến các bác là một cặp Chiho này. ZN500 ạ. Đó, một cái bát 20 cũng là cái bát 27 cm, hai lỗ thông hơi phía bên dưới. Đấy, tuyến loa cực kỳ là đẹp. Không có bị lệch màu, rất là cân luôn. Màng giấy gân vải nguyên zin. Đó. Gân vải nguyên zin và một cái tép còi. Đó. Và có chớp tản âm phía đằng trước, em đã tháo ra và em tháo luôn cả cái còi này ra để soi cho các bác luôn. Đó. Cái còi cực gấu luôn. Còi này cực gấu luôn. Chiều sâu của cái còi này nó rơi 12 cm. Đó. Cực kỳ là đẹp. Chiho ZN500. Đó, tuyến thùng cũng vuông thành sắc cạnh. Chiều cao là 75 cm và chiều rộng là 34 cm và chiều sâu là cả ê căng 33 cm cả ê căng. Và em soi thông số và báo giá lên các bác. Thông số của cặp ZN500 này là giải tần từ 40 đến 20.000 Hz, độ nhạy 92 dB, 8 ohm, công suất tối thiểu là 60W, công suất đầu vào là 40W. Đó, tuyến hậu cực kỳ là tươi đẹp. Đó, cân loa cân tuyến. Và em báo giá cho cặp ZN500 này là mức giá là 3.500.000, 3.500.000 để cho các bác tham khảo. Và tiếp đây em giới thiệu đến các bác là một cặp Victor này, cũng bát 27 cm, một lỗ thông hơi phía đằng trước, CS330. Đó, một cái tép giấy nó rơi vào 10 cm và một cái bát 27, tuyến loa còn cực kỳ là đẹp luôn. Đó, em soi cực kỳ kỹ, tuyến loa tuyến thùng là vuông thành sắc cạnh, được gọi là đẹp xuất sắc ạ. Đó, được phủ một lớp sơn bóng piano màu nâu vân gỗ nguyên zin. Và thông số của cặp GS330, đó, 35 đến 20.000 Hz, 60W, 6 ohm. Đây, tuyến hậu rồi. Em quay luôn cho các bác. Đó, rất là vuông thành sắc cạnh mà còn rất là đẹp, tươi đều. Và mức giá cho cái cặp Highway GS330 này, mức giá là 3 triệu đồng. Rẻ, còn rẻ hơn cặp nó giản đấy ạ. Cặp này thì cực kỳ là đẹp luôn. Đó, các bác nhanh tay
Mọi thông tin thì các bác liên hệ với em qua tấm biển trên Thanh Đạo Audio, chuyên âm thanh bãi, Trực Ninh, Nam Định. Một số điện thoại duy nhất ship hàng toàn quốc. Và tiếp đây em giới thiệu cho các bác một cặp Opto này. Thùng toàn bộ là chưa có sờ pa mông má. Thùng cực kỳ là đẹp, tươi, đẹp mộc luôn. Cái này là một cặp Opto cổ. Một cái bát 32cm màng giấy gân vải còn nguyên zin. Và một cái trung đôm và hai cái tép đôm và hai vi tinh chỉnh cho giải cao, cho giải chép và giải trung ở đằng phía đằng trước, và hai lỗ thông hơi. Hai lỗ thông hơi cũng trang trí cực kỳ là đẹp. Toàn bộ là thùng được nặng gỗ tự nhiên. Đó, cực kỳ là đẹp luôn ạ. Và chiều cao của cặp Opto này là cao 77, rộng 42cm và sâu 30cm cả ê căng. Ê căng của nó là ê căng vải bố nhá. Đây, ê căng của nó đây. Đó. Ê căng vải bố. Ê căng thì có một chỗ đốm bục bằng đầu ngón tay đấy ạ. Đó, cái này thì các bác về hoặc là các bác nào mà có nhu cầu đến cái cặp Opto này thì em sẽ lấy chỉ em đim lại cái chỗ bục này. Để còn ê căng còn cực kỳ là đẹp bằng một tí thôi ạ, không đáng kể. Ê căng zin theo loa. Đó, đây là một cặp loa cổ. Và em soi thông số và báo giá cho các bác. Đó, tuyến thùng cực kỳ là đẹp luôn ạ, đẹp xuất sắc. Cặp Opto, model của nó là SX606A. Đó, đánh cho 3 giải khác nhau này. 3 giải khác nhau và đánh chung cho một giải này có thêm một cái nút vi tinh chỉnh này là cho đánh đều cho cả 3 giải luôn này. Đó, các bác đánh 2 giải này, đánh chép không này. Đó, và đánh cả 3 giải. Công suất của nó là 8 ohm 50W. Made in Japan. Đó, tuyến hậu cực kỳ là đẹp. Hai chiếc đẹp, nói chung là còn rất là đẹp ạ. Thùng nặng gỗ mộc, chưa có sờ pa thuốc tát gì, đặc biệt là tuyến loa. Các bác xem nhìn rất là đẹp luôn. Đằng trước nó cũng có model luôn. 606A. Đó. Một cái bát giấy này. Tiếng bát cũng cực kỳ là hay luôn. Bát 32. Một trung đôm và hai tép đôm. Đó. Với mức giá em báo để các bác tham khảo là 7.500.000, 7.500.000 cho cặp Opto 606A này. Và tiếp đêm giới thiệu đến các bác một cặp Sony này. Bát 20 nó rơi vào 22cm và một cái bát cộng hưởng và một cái tép đôm tầm 10cm. Model của nó là 373, một vi tinh chỉnh cho giải cao đằng phía đằng trước. Đó, cũng còn rất là đẹp. Thùng được sơn si màu nâu phân gỗ. Chiều cao là 80cm và chiều rộng là 35 và chiều sâu 27cm. Và em soi tuyến hậu và báo giá đấy các bác. Nó hậu cũng còn rất là chi là đẹp. Và thông số cho cái cặp Sony SS37. Công suất của nó là 50W, 8 ohm, Made in Japan. Đó. Và em báo giá cho cặp Sony 737 này với mức giá là gần như là thu hồi vốn này. 2.500.000, 2.500.000 cho các bác tham khảo, và bác nào mà có nhu cầu thì liên hệ với shop bên em để trải nghiệm. Và tiếp đây em giới thiệu một cặp cực kỳ là gấu. Đó, nhưng mà nó có cái tình trạng là về là nó chỉ còn là mất cái màng. Đó. Cái rốn này còn nguyên zin này, rốn nguyên zin này. Đó. Bát 32cm, một cái trung đôm nó rơi vào tầm 12cm. Đó, tuyến thùng thì không chê vào đâu được, nhưng mà nó mất cái là rách xong rồi là các bác bên kia các cái nổi mất cái màng. Em sẽ thanh lý xương nhôm gợn đúc này. Cặp này cực kỳ là gấu luôn. Đó, với mức giá cực kỳ rẻ để cho các bác nào mà về thay màng thay miếc thì nhiều cặp loa nhiều tiền chưa chắc ăn lại đâu được. Các bác có nghe nhạc và hát karaoke thì
cũng rất là hay đó. Em thanh lý cho các bác, côn kiếc là còn nguyên zin, còn từ của nó rơi vào tầm 18 cm phía đằng sau này đó, từ cực kỳ là gấu luôn đó, côn từ còn nguyên zin và thùng vách thì không trêu đâu được, đẹp tươi gần như là mới xuất sắc luôn đó. Tuyến hậu cũng thế đó, tuyến hậu cũng cực kỳ là đẹp. Và thông số của cặp loa Onkyo M6 này là 100W 8 ohm made in Japan đó, tuyến hậu này cực kỳ là đẹp ạ, đẹp xuất sắc đấy ạ. Còn mỗi mất cái mảng bát là không còn nữa. Và em báo giá cho cái cặp Onkyo M6 này là một mức giá là 3 triệu đồng, để cho các bác nào mà không có nhu cầu là về zin thì nên lấy cặp này để thay mỗi cái màng, là cũng nó cũng không ảnh hưởng gì về chất âm lắm đó. Các bác mà thay được cái màng nó mỏng mà nó cũng vẫn là hay luôn. Còn côn từ thì nó còn nguyên zin, tép chung còn nguyên zin đó. 3 triệu để các bác tham khảo. Và tiếp đây em giới thiệu đến các bác là một cặp một bộ NOD bao rề NOD 3790 đó. Và rề là 4590 và con bao là 3790 và con radio là 590 và con tap phe nó là D78S, một màu vàng gold nha. Đó, cũng còn rất là đẹp. Tap phe cộng radio và cộng bao rề có một hơi vết sầy nhẹ này. Đó, có vết sầy nhẹ. Tất cả hoạt động bình thường nhá, tất cả hoạt động bình thường và có đầy đủ các cổng ăn chơi cho các bác. Con rề này nào, volume này, bát chép này. Đó, các cổng đầu vào này. Đấy. Ở đây là chỉnh cho giải mic thì mình không dùng rồi. Có nau nớt trên rề. Đó, còn con tap phe chạy bằng cassette đấy ạ. Đó, em đã cắm điện để các bác cùng còn cực kỳ là đẹp. Đó. Đồng hồ vu đèn đóm còn nguyên zin, hoạt động bình thường. Đó, còn con tap phe này thì là em chưa thay dây cu loa này. Tất cả là chưa có lau chùi dọn vệ sinh, lau chùi nên cũng rất chi là đẹp. Có một nỗi nhỏ là nó có chảy xước nhẹ ở chỗ này. Và em bán cái giá cực kỳ tốt để các bác tham khảo. Và em soi thông số đằng sau để báo giá lên các bác. Con bao của nó là điện 100V. 100V. 100W made in Japan. Con rề của nó cũng điện 100 và có 3W. Và một con tap phe này. Đó, con tap phe bên dưới này cũng là made in Japan, điện 100. 23W. Đó, tuyến hậu cũng rất chi là đẹp. Không có sờ pa mông má nâu chùi đi là cũng còn rất là đẹp. Có mất một tí nỗi nó hơi chảy ở phía đằng trước. Và các bác mà chơi những cái dòng bao rề này thì cực kỳ là hay luôn. Và mức giá em báo để các bác tham khảo là 6.800.000. 6.800.000 cho 4 món. Đó là có tap phe, có bao rề và có một con radio. Và mọi nhu cầu các bác liên hệ với em qua tấm biển trên. Các bác xem được video thì cho em xin một nút like, nút đăng ký để nhận những thông báo thường xuyên, giúp em báo giá và review đến các bác. Đến đây em xin tạm dừng video. Xin hẹn các bác vào video tiếp theo. Em xin chào các bác.